Ngày danh của Boa là cách viết tắt của cụm từ Beast of Angels, thể hiện phong cách tươi sáng và trẻ trung. Là một trong những nghệ sĩ đời đầu, Boa góp phần củng cố địa vị của SM trong làng giải trí Hàn Quốc, đồng thời đưa làn sóng Hallyu vươn ra thị trường nước ngoài. Boa tên thật là Kawon Boa, cô sinh năm 1986 tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã mơ ước trở thành ca sĩ đến mức thường xuyên chụp ảnh cùng chiếc micro, ca hát và nhảy múa khắp nhà. Tuy vậy, Boa lại có một thời thơ ấu không mấy êm đềm do những khó khăn về tài chính. Đến năm 1999, gia đình cô rơi vào hoàn cảnh khốn cùng đến mức cô phải phụ mẹ đem bán những giọt sữa của chính bà. Đã từng có lúc, cuộc đời Boa dài đằng đẵng như thể một đường hầm tối đen bất tận. Thế nhưng, may mắn đã mỉm cười với cô khi tài năng của cô được hơn 20 công ty giải trí chú ý, trong đó có tập đoàn giải trí đình đám SM Entertainment. Bắt đầu cuộc sống thực tập sinh vào năm lớp 6 tiểu học, Boa vừa luyện tập vừa làm việc không ngừng nghỉ. Boa cũng tiết lộ rằng việc ra mắt của cô được đầu tư đến 3 tỷ won. Đây là một khoản tiền khổng lồ vào những năm 2000. Sự kỳ vọng và hậu thuẫn từ SM chính là động lực giúp nữ ca sĩ sinh năm 1986 dành trọn thời niên thiếu để luyện tập và cống hiến trên sân khấu. Boa và hành trình chiếm trọn ánh hào quang. Sau 2 năm đào tạo tại SM Entertainment, Boa cho ra mắt album đầu tay mang tên ID BSB với phong cách trẻ trung, năng động. Thứ hạng khả quan của bài hát trên các bảng xếp hạng giúp Boa để lại nhiều tiếng vang lớn trong giới âm nhạc đại chúng. Dù là làm chủ vũ đạo điêu luyện hay lên những nốt cao, cô đều có thể hoàn thành một cách xuất sắc. Tuy mới ra mắt, nhưng Boa đã có thể đứng trên sân khấu với những nhóm nhạc đình đám thời kỳ đó như H.O.T, S.E.S, Fincare và G.O.D. Cô cũng là một trong những số ít ca sĩ solo Hàn Quốc gây được tiếng vang lớn ở thị trường trong nước và quốc tế. Vào năm 2010, Boa cho ra mắt album mang tên Hurricane Venus nhằm đánh dấu 10 năm hoạt động ca hát của cô. Cô được người hâm mộ ưu ái gọi là nữ hoàng K-pop khi ở đỉnh cao sự nghiệp. Bên cạnh ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Hàn, Boa thông thạo tiếng Nhật, tiếng Anh và có thể trình bày các ca khúc bằng tiếng Trung. 2 năm sau, Boa lấn sân sang thị trường Nhật Bản, vốn nổi tiếng khó tính với bài hát tiếng Nhật đầu tiên Listen to My Heart. Đây chính là ca khúc giúp cô trở thành ngôi sao nhạc pop đầu tiên của người Hàn Quốc thành công tại Nhật Bản. Boa là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất có 2 album bán được hơn 1 triệu bản tại Nhật. Cô cũng là một trong 3 nghệ sĩ có 6 album phòng thu liên tiếp, đứng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Oricon kể từ khi ra mắt. Khán giả Nhật Bản từng nhìn nhận, Boa là một trong những nữ ca sĩ solo nổi tiếng nhất, bên cạnh những cái tên tuổi nổi trội như Ayumi Hamasaki, Kodakumi và Namaru Emi. Cô cũng từng vinh dự trình diễn với nhiều nghệ sĩ tên tuổi trên nhiều sân khấu ca nhạc lớn nhất xứ sở Hoa Anh Đào. Vị thế của Boa được nâng tầm quốc tế. Đình đám tại Hàn và Nhật đủ để khiến danh tiếng của Boa lan rộng ra các nước khác trong khu vực châu Á, đặc biệt là với giới trẻ. Cô trở nên nổi tiếng tại Đông Á và có nhiều khán giả hâm mộ tại Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia và Singapore. Không chỉ vượt qua rào cản ngôn ngữ khi nói lưu loát nhiều ngoại ngữ, Boa còn đưa nhạc pop đường phố mang đậm dấu ấn cá nhân đến với rộng rãi khán giả, trong đó có cả Mỹ. Trước hết, cô hướng tới các khán giả người Hàn Quốc tại Mỹ với ca khúc My Name vào năm 2006. MV ca khúc này trở thành sản phẩm đầu tiên được phát hành trên kênh MTVK thuộc kênh âm nhạc MTV. Nhờ đó, nữ ca sĩ bán hàng triệu bản album và đĩa đơn, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn và thành công đánh cắp trái tim người hâm mộ trên toàn thế giới. Trong suốt sự nghiệp của mình, nữ ca sĩ nhà SM đã bán hơn 10 triệu bản tính cả album, đĩa đơn và DVD. Boa còn khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện mình là một nghệ sĩ đa tài trong nhiều vai trò khác nhau như dẫn chương trình, diễn xuất và tham gia chương trình thực tế. Thật không ngoa khi nói, tuy hoạt động là ca sĩ solo, nhưng Boa có thể làm tất cả những gì mà một nhóm nhạc làm. Boa chính là hình mẫu tiêu biểu và là sản phẩm hoàn hảo của công nghệ lăng xê bậc thầy do tập đoàn giải trí SM nhào nặn. Boa là người nghệ sĩ có nhân cách vàng. Không chỉ thu hút bởi tài năng, mà Boa còn rất được lòng người hâm mộ nhờ đức tính chăm chỉ của mình. Dù luyện tập rất nhiều thể loại vũ đạo trong suốt sự nghiệp trình diễn, nhưng nữ ca sĩ vẫn có thể nhớ rõ từng bước nhảy trong các hit của mình. Boa không chọn cách ngồi yên trên vị trí cao nhất, cô không ngừng cải thiện và thử sức mình ở nhiều thể loại âm nhạc, vũ đạo khác nhau. Boa cũng rất quan tâm chăm chút đến hình ảnh trước công chúng, cả về ngoại hình lẫn cách đối nhân xử thế. Nữ ca sĩ luôn tìm cách khai phá bản thân ở những khía cạnh khác nhau, làm mới hình ảnh trước công chúng. Đã hơn 30 tuổi, nhưng Boa vẫn chưa bao giờ bị xem là già, dù so sánh ở bất cứ tiêu chuẩn nào, từ vẻ ngoài đến phong cách trình diễn. Cô còn là niềm ao ước của các nghệ sĩ khác khi vẫn gây chú ý mỗi lần xuất hiện dù đã qua ngưỡng tuổi 30. Trong khi ngày càng có nhiều nhóm nhạc K-pop mới ra đời, Boa vẫn không ngừng làm mới mình để tạo ra giá trị khác biệt. Chia sẻ với Billboard, nữ ca sĩ cảm thấy mình vẫn còn trẻ và có thể tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Không cần nhờ đến chiêu trò, âm nhạc và phong cách của Boa là quá đủ để chứng minh tài năng của cô. Kể từ lúc mới gia nhập làng giải trí cho đến khi trở thành biểu tượng của nền âm nhạc Hàn Quốc, nữ ca sĩ không bao giờ dùng tai tiếng để thu hút sự chú ý.
Giọng ca mai nem cũng được bạn bè đồng nghiệp, hậu bối tôn trọng nhờ lối sống chan hòa, cởi mở. Boa khẳng định bản thân qua nhiều vai trò mới. Vào những năm 2013 và 2014, sự nghiệp của Boa đã rẽ hướng sang một con đường hoàn toàn mới là diễn xuất. Trước đó, cô cũng đã từng tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình Over the Head bán hàng hoặc tham gia dự án phim tài liệu của công ty quản lý. Bộ phim đầu tay của Boa có tên Make Your Move, một bộ phim Hollywood liên quan nhiều đến nhảy, vốn là sở trường của cô. Vì vậy, cô có thể dễ dàng nhập tâm và diễn tả được cảm xúc, tâm trạng của mình thông qua vũ đạo thay vì các câu thoại. Xuất hiện trong chương trình Master in the House, Boa từng tiết lộ rằng bản thân còn là giám đốc sáng tạo của SM Entertainment, đồng thời là cố vấn cho nhiều nghệ sĩ. Cô chịu trách nhiệm trao đổi ý kiến, cố vấn cho họ về công việc, đời sống và quan trọng nhất là sức khỏe tinh thần. Bên cạnh đó, cô cũng là một huấn luyện viên nghiêm khắc nhưng tình cảm trong chương trình Produce 101 mùa 2. Có lẽ do kinh nghiệm và tuổi nghề mà Boa được ví như một con hổ trong lúc đào tạo, khiến cho tất cả các thực tập sinh đều có sự kính sợ đối với cô. Nhờ năng lượng tích cực này mà Boa đã có sức ảnh hưởng rất lớn với các thực tập sinh khi không ngừng tạo động lực để thúc đẩy họ cố gắng hơn nữa. Cô còn ở lại luyện tập vũ đạo với các thực tập sinh cho đến tận khuya, cho thấy sự chuyên nghiệp và tình cảm của cô đặt vào công việc. Trong tương lai, Boa muốn tập trung hơn vào sở thích của người hâm mộ thay vì làm nhạc cho số đông công chúng. Với sự quan tâm chân thành như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ còn được thưởng thức nhiều sản phẩm xuất sắc của nàng ca sĩ trong thời gian sắp tới.